À, chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và tiếp theo trong cái chuỗi bài học kinh tế của mình á, mình giới thiệu cho các bạn về việc phân chia cổ phần và bồi thường tiền mặt. Thì việc phân chia sở hữu trong công ty mới thành lập gây tranh cãi và xung đột nhiều hơn là cả việc phân chia vai trò và chức danh. Nhiều nhà sáng lập thậm chí còn sở hữu cổ phần, thích sở hữu cổ phần hơn là nhận lương, dù cổ phần trong các công ty này thường có giá trị nhỏ hơn so với số tiền họ kiếm được trong bất cứ cái công việc nào. Đáng tiếc, rất nhiều quan điểm về việc phân chia cổ phần hoàn toàn sai lầm và thiếu hiệu quả, đã gây ra rất nhiều vấn đề lâu dài cho chúng và có vẻ khá công bằng, khôn ngoan và ổn định trước mắt. Vì thế, chúng tôi sẽ dành toàn bộ chương để tập trung vào việc cách thức phân chia cổ phần, các tiêu chí được sử dụng để phân chia cổ phần và phân biệt cách chia phân chia đa dạng so với phân chia cố định. Trong phần cuối chương, chúng tôi sẽ phân tích tỷ lệ bồi thường tiền mặt giữa các nhà đồng sáng lập, quan sát vấn đề liên quan đến sự công bằng về mức tiền lương trong đội ngũ và phân tích mức độ gắn bó của các nhà đồng sáng lập trong công ty bằng việc kiểm chứng hiện tượng hạ giá thành của nhà sản xuất. Cuộc chiến phân chia cổ phần vào cuối năm 1999, thì khi mà mời gọi đồng sáng lập BlackRock Evan William đã đàm phán phân chia quyền sở hữu với tỷ lệ là 60-40 với Matt Haurihan, cô bạn gái đồng thời là nhà đồng sáng lập của anh. Hãy nhớ lại, cô ấy muốn chia đều 50-50, nhưng mà tôi nghĩ là 60-40 là hợp lý hơn. Tôi là người nảy ra ý tưởng và có kinh nghiệm hơn, vì thế tôi tự cho rằng mình xứng đáng được nhận được tỷ lệ cao hơn. Tôi muốn nhiều quyền kiểm soát hơn. Tôi không đủ tự tin để đưa ra tỷ lệ 70-30, nhưng 60-40 là nghe hợp lý. Matt và Evan đã bắt tay nhất trí với tỷ lệ 60-40. Nhưng đến đầu xuân năm 2000, khi họ gọi thêm được vốn đầu tư từ một nhà đầu tư thiên thần nhỏ, thì họ chính thức thỏa thuận và bổ sung các điều khoản sở hữu không hạn chế có hiệu lực cho 4 năm về trước. Evan nói, việc gọi vốn đầu tư có thể khiến cho mọi thứ trở nên chính thức hơn. Đó cũng là đầu tiên chúng tôi trả tiền cho luật sư để chính thức hóa các điều khoản. Trong thời gian đó, Evan bắt đầu quan tâm đến việc trả lương. Tôi có khoảng 10.000 đô la trong ngân hàng và bắt đầu thành lập blog. Tôi đã đầu tư vào một phần công ty và không nhận lương. Cuối cùng, Evan đã đầu tư tất cả số tiền của mình vào công ty, rút cạn những khoản tín dụng của mình và làm việc không lương trong nhiều tháng để duy trì hoạt động blog trên thị trường. Tại Odell, công ty khởi nghiệp tiếp theo, Evan đã đồng ý để cho Noah Glass đã nắm giữ 70% cổ phần của Noah, là người đã đưa ra ý tưởng kim CEO họp toàn thời gian, trong khi Evan chỉ làm việc bán thời gian. Evan nhớ lại, tôi bỏ qua suy nghĩ mình là nhà đồng sáng lập một nửa. Nhờ vào kinh nghiệm về vấn đề này trong các công ty khởi nghiệp, nên Evan đã đề nghị các luật sư giỏi giúp đỡ phân chia cổ phần tại Odell sớm hơn so với Block. Những cách phân chia cổ phần của Evan tại Block và Odell khá logic và thẳng thắn, nhưng cả hai cách phân chia này đều gây áp lực cho công ty mới thành lập bằng các thỏa thuận không bền vững. Qua thời gian, cả Matt và Noah đều rời công ty sau 2 năm phân chia cổ phần. Sự đổ vỡ với Matt đã gây ra tổn thương không thể hàn gắn được giữa họ. Sau 6 tháng tranh chấp về pháp lý, cuối cùng Evan phải nhượng bộ Matt. Tôi nhận ra rằng mình cần phải có một thực tế là kết thúc vấn đề, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng tôi. Anh nhớ lại, đó là một vụ bê bối tồi tệ nhất trong khoảng thời gian đó. Năm 2001, tôi đã dành tiền và các luật sư còn nhiều hơn là việc trả lương cho mình. Các vấn đề này không chỉ xảy ra rồi chúng tôi mới thấy việc đàm phán phân chia cổ phần có thể là một trong những sự kiện nội bộ có liên quan đến tình cảm nhiều nhất trong quá trình phát triển đội ngũ sáng lập. Vượt ra khỏi những cân nhắc lý trí thông thường, các nhà sáng lập thường mô tả các cuộc đàm phán phân chia cổ phần là những cuộc chiến căng thẳng, áp lực, thậm chí cuối cùng họ vẫn phải dính những tranh chấp pháp lý như trường hợp của Evan. Nên phân chia cổ phần thế nào? Là dữ liệu nghiên cứu của tôi cho thấy rằng 73% đội ngũ phân chia cổ phần ngay từ tháng đầu tiên khi mới thành lập. Một con số bất ngờ cho thấy sự thiếu chắc chắn nghiêm trọng trong thời kỳ đầu thành lập công ty. Ví dụ, các nhà đồng sáng lập của
Ông Dow đã phân chia cổ phần từ những ngày đầu thành lập của công ty, trước khi họ biết rõ nhau, xem xét các cam kết và khả năng của một cổ đông. Thực tế, việc phân chia ngay từ đầu rất dễ đánh giá thấp công sức của người này, trong khi đánh giá quá cao công sức của người khác. Những sai lầm như vậy có thể gây tổn thương cho nhiều người. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những mỏ neo tâm lý ban đầu có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến cuộc đàm phán về sau, và những kết quả cuối cùng khiến cho mọi người, thậm chí là các chuyên gia, khó có thể vượt qua được những hậu quả của những mỏ neo tâm lý này gây ra. Trái lại, hành động trì hoãn phân chia cổ phần trong những ngày, trong vài tháng hoặc là thậm chí lâu hơn, có thể tạo cơ hội cho các nhà đồng sáng lập hiểu rõ ai là người sở hữu kỹ năng và mối quan hệ có thể đóng góp nhiều cho công ty, mỗi nhà sáng lập cam kết ra sao với mỗi công ty. Tuy nhiên, bất cứ lợi ích nào cũng đi kèm với rủi ro. Việc trì hoãn phân chia cổ phần dù là giúp nhà sáng lập có được sự chuẩn bị tốt hơn, khiến cho họ luôn có động lực, có thể khiến cho công ty mất dần đi cơ hội thu hút các nhà đồng sáng lập tiềm năng. Ví dụ, đội ngũ Smart Tip đã bất lợi do thái độ phớt lờ của nhà đồng sáng lập về cách thức phân chia quyền sở hữu. Trong quá trình phát triển đội ngũ ban đầu, họ đã nhắm đến David, nhà đồng sáng lập tiềm năng, người giàu kinh nghiệm về ngành và có mối quan hệ, có khả năng mang đến nhiều cuộc gặp mặt quan trọng cho họ. Nhưng cuối cùng David đã lựa chọn một công việc thú vị hơn, và Vic V sau đó đã kết luận rằng do trì hoãn phân chia cổ phần, anh đã đánh mất cơ hội mời David gia nhập công ty. Đổi lại, anh sẽ nhận được tỷ lệ cổ phần rất lớn. Ngoài ra, một yếu tố rất quan trọng khác là cần phải cân nhắc khi trì hoãn việc phân chia cổ phần, đó là yếu tố thuế đánh vào thu nhập của mỗi cổ phiếu. Khoản tiền thông thường sẽ tỷ lệ thuận với khoảng thời gian trì hoãn và mức độ tác động của mỗi đồng sáng lập không không giống nhau. Các lý do để phân chia cổ phần sớm hay muộn là lý do là thu hút những người chơi. Đối với việc sớm thì chúng ta có thể thu hút những người chơi thăm chơi quan trọng bằng số cổ phần thấp hấp dẫn. Nếu các nhà đồng sáng lập từng làm việc cùng nhau trong một công ty khởi nghiệp khác, đàm phán bình tĩnh trước khi phân chia cổ phần. Nếu muộn thì hãy tìm hiểu đóng góp của các nhà đồng sáng lập, hình thành nên chiến lược và mô hình kinh doanh của công ty, hình thành vai trò, làm rõ cam kết của nhà đồng sáng lập, đồng thời củng cố khích lệ họ, tránh việc đàm phán liên tục khi mọi thứ thay đổi. Bản thân của các nhà đồng sáng lập cũng có những quan điểm khác nhau về việc phân chia cổ phần. Các nhà đồng sáng lập có những đóng góp lớn từ những ngày đầu thành lập của công ty, như các nhà đồng sáng lập có ý tưởng hay các nhà đồng sáng lập có vốn ươm mầm thường muốn nhiều cổ phần hơn những người chưa có đóng góp gì, những giám đốc công nghệ, những người phát triển sản phẩm hay những nhà sáng lập khác. Đưa ra các tiêu chí cụ thể về sản phẩm, số lượng cổ phần, tỷ lệ thuận với mức độ đóng góp của mỗi nhà sáng lập. Nhưng xác định được mức độ đóng góp này sẽ ảnh hưởng đến những quan điểm mang tính chất cá nhân. Yếu tố tiếp theo là yếu tố tiêu chí phân chia cổ phần. Nếu có nhà đồng sáng lập quyết định đàm phán phân chia cổ phần thì họ nên cân nhắc những tiêu chí nào? Thực tế thì không có câu trả lời chính xác cho các tiêu chí khách quan nào là tuyệt đối đâu, mà kết quả thì hoàn toàn mang tính chất chủ quan, liên quan đến các cuộc đàm phán như các nhà đồng sáng lập. Mặt khác, theo dữ liệu phân tích của tôi thì thông qua các kiểm chứng chuyên sâu về hệ thống phân chia cổ phần, thực sự có ít nhất 4 tiêu chí có thể khiến cho các nhà đàm phán phân chia cổ phần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, gia tăng cơ hội hình thành thỏa thuận bền vững. Những tiêu chí này đó là đóng góp trước đây vào công ty, cơ chi phí cơ hội, những đóng góp vào tương lai đối với công ty và những động lực của các nhà sáng lập. Những đóng góp trước đây, đầu tiên, cổ phần của mỗi nhà sáng lập thường được dựa trên một phần công sức của mỗi nhà sáng lập góp trong quá trình xây dựng công ty từ trước đến nay. Quy mô đóng góp có thể phụ thuộc vào thời gian phân chia cổ phần ngay từ lúc mới thành lập công ty và vài tháng sau đó. Nhưng cho dù họ phân chia cổ phần từ lúc thành lập đi chăng nữa, thì các nhà sáng lập phải đóng góp ít nhất một ý tưởng hoặc là tài sản trí tuệ nào đó cho công ty, hoặc đầu tư vốn ươm mầm để thành lập công ty. Giá trị ý tưởng, tất cả mọi thứ đều công bằng. Do vậy, người đưa ra ý tưởng có nhận được quyền ưu đãi ý tưởng nhiều cổ phần hơn là nhà sáng lập khác hay không? Nhiều học giả của nhà sáng lập không sở hữu ý tưởng đã phán biện rằng các ý tưởng chẳng đáng là gì, hành động mới có giá trị. Tuy nhiên,
Chúng tôi nhận thành rằng thấy rằng Evan William chắc chắn đã mang lại giá trị cho công ty cả trong việc đưa ra ý tưởng tại blog lẫn phát triển ý tưởng tại Odell, trong việc nghiên cứu tình huống của các nhà sáng lập. Tôi đã gặp rất nhiều người có cùng quan điểm như Evan về tầm quan trọng, thậm chí là sự thiêng liêng của ý tưởng. Frank Adante đã nói thêm về quyền sở hữu của John Digo, công ty thành lập thứ tư của anh và vị trí sáng lập kim CEO đầu tiên của anh. Một phần bởi anh là người đưa ra ý tưởng, Trương Phúc đã mô tả cách đội ngũ nhà sáng lập tại Crimson Solution cân nhắc về việc phân chia cổ phần. Chúng tôi có một cuộc thảo luận ngắn và quyết định đưa ra lựa chọn tỷ lệ 50-25-25. Sếp và tôi đã nghĩ rằng Weller xứng đáng có được nhiều hơn vì anh ấy là người đưa ra ý tưởng và đã tổ chức mọi việc. Nếu không có anh ấy sẽ chẳng có thứ gì cả, bởi vì anh ấy đã nên nhận được nhiều thứ cổ phần hơn chúng tôi tại UpDown, công ty mới khởi nghiệp tiếp theo của Phúc. Thì cậu ngủ sáng lập đã thỏa thuận trao cho Michel là người đưa ra ý tưởng thêm 5% cổ phần. Không phải mọi ý tưởng đều khả thi và có giá trị. Một số ý tưởng chỉ rõ nhu cầu thị trường nhưng còn xa mới là giải pháp hiệu quả. Vì thế, nhà đồng sáng lập cần làm rõ và phát triển nó. Ví dụ, cha đẻ của Steve Jobs cho rằng Steve Jobs đã không nên nhận được cổ phần bởi anh cũng chẳng làm ra cái gì cả. Trong khi đó, Wozniak mới là người phát minh ra máy tính cá nhân, sản phẩm chính của công ty mới thành lập. Mặt khác, có lúc Jobs cho rằng mình xứng đáng nhận được cổ phần nhiều hơn Wozniak, bởi nếu không có sự kiên trì của Jobs trong quá trình hình thành công ty, thì Wozniak cũng chỉ là một kỹ sư làm việc tại Hewlett Packard thôi. Vậy, quyền ưu đãi ý tưởng tồn tại thì tỷ lệ này bao nhiêu? 25% như Crimson Solution hay 5% như UpDown? Để kiểm chứng điều này, tôi đã đưa ra một câu hỏi khảo sát nhằm để làm rõ nhà đồng sáng lập nào là người đưa ra ý tưởng, cùng với những câu hỏi chi tiết khác về đặc điểm của đội ngũ đồng sáng lập, đồng thời tạo ra những mô hình thí điểm nhằm phân tích xem người nào đưa ra ý tưởng có nên nhận được nhiều quyền ưu đãi ý tưởng. Những phân tích của tôi cho thấy, theo thống kê, thực sự tồn tại quyền ưu đãi ý tưởng, mọi thứ đều bình đẳng. Vì vậy, người sở hữu ý tưởng nhận được hơn những người không có ý tưởng 10% đến 15% cổ phần. Ngoài việc trao thưởng cho những đóng góp trước đây, quyền ưu đãi ý tưởng được coi là công nhận công lao của nhà sáng lập nhằm khuyến khích họ đóng góp thêm các ý tưởng khả thi quan trọng cũng như đóng góp khác trong tương lai của với tư cách là người đưa ra ý tưởng. Còn phần 4 là góp vốn thì mình phần này mình sẽ lướt qua. Ok, và mình sẽ dừng lại ở đây.